Tuổi ấu thơ của bé luôn cần sự quan tâm của bố mẹ. Và liệu rằng bố mẹ đã dành đủ thời gian nghe và hiểu bé chưa? Cùng lắng nghe bé nói. Bé là? Con Tân Linh. Tâm Đan. Là Tiểu Phụ. Tô Huy Linh. Con Đinh Gia Hồng. 4 tuổi. Con 3 tuổi rưỡi. 6 tuổi. Con 7 tuổi. Con 5 tuổi. Ước mơ của bé là gì? Ước mơ của con là xem TV. Con muốn làm mẹ giống mẹ con à. Con muốn trở thành thanh kẻ khổ mẹ. Con làm bố và cho bố để bố có thời gian bố chơi với con. Con đi coi phim cùng bố mẹ. Con muốn ba mẹ con dẫn con đi chơi nhiều hơn. Dạ, con muốn bố mẹ chơi với con nhiều hơn, dành thời gian cho con hơn. Thường có thứ bảy chủ nhật con chơi được với ba nhiều nhất. Còn thường vào thứ hai tới thứ sáu là con thường đi ăn sáng với ba. Cuối tuần con mới được chơi. Chỉ có thứ bảy và chủ nhật thôi. Ít khi lắm. Mẹ không chịu chơi con. Mình đi làm thời gian rất là bận rộn. Nghĩ cái thời gian dành cho con hơi ít. Thật ra cũng đôi khi mình thấy cũng thương và cũng muốn là dành nhiều thời gian hơn cho con. Nhưng mà bây giờ vì cuộc sống mưu sinh thì bắt buộc mình cũng phải chấp nhận ở một cái điều kiện tốt nhất. Và dành được cái thời gian nào nhiều nhất cho con thì mình sẽ dành. Mình sẽ cho bé chơi các trò chơi phát triển về ngôn ngữ, về giao tiếp. Mỗi lần mà như khi ở nhà suốt cả ngày đi học về rồi về tới nhà thì bé xung quanh mới chỉ là cái gói gọn cái không gian ở trong nhà. Thời gian cùng bé phát triển kỹ năng sống và trí tuệ tại Thiên World với nhiều khóa học và hoạt động trải nghiệm hè hấp dẫn, gắn kết gia đình với các hoạt động vui học, học vui, thỏa sức trải nghiệm như một anh hùng thực thụ tại hành tinh Thiên World từ ngày 20 tháng 6 2015. Nhanh tay đăng ký cho bé ba mẹ nhé. Gia nhập siêu anh hùng TD, vượt qua thử thách, gắn kết gia đình.